Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là cuối tuần thì mình có một chuyến đi dạo một vòng tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một, địa bàn phường Phú Cường. Các bạn có thể thấy là hai bên đường xe cộ rất đông đúc, mọi người buôn bán tấp nập. Đây là nhà sách Bình Dương. Còn đây là khu phức hợp bán đủ thứ về điện máy. Bạn nào ở khu vực ngã 6 thì biết ở đây sẽ có món đặc sản, đó là sữa đậu nành, sữa đậu xanh, bánh tiêu. Hôm nay mình xin mời tất cả các bạn để thưởng thức những món này cùng với mình. Các bạn thấy các bạn trẻ đang vui chơi khu này khá đông. Vị trí này thì đang là điểm hot, điểm check-in của rất nhiều bạn trẻ vào mỗi buổi tối tại Bình Dương. Bây giờ mình tấp vô điểm này các bạn. Mình thấy điểm này thì các bạn trẻ đang... Còn đây là dòng xe ngã 6 à. Xe cộ rất đông và tấp nập. Hôm nay mình đến đây để thưởng thức, đó là món đậu xanh. Đây, các bạn nhìn đây, đây là ly sữa đậu xanh. Ly sữa đậu xanh đá nha các bạn. Một ly như thế này là 10.000. Rất ngon. Và hầu như mọi người đến đây đều kêu cho mình một món sữa đậu xanh hoặc là sữa đậu nành. Ăn kèm đó là bánh tiêu. Ở đây mình đi 3 người, mình và hai đứa con mình thì kêu 3 cái bánh tiêu. Rất ngon các bạn. Tối thì ra chỗ này để có thể ngắm cảnh, nhìn mọi người. Còn đây là sữa đậu xanh nóng. Ly này thì cũng giá 10.000. Hôm nay mình đi cuối tuần nên địa điểm này cũng khá đông, nên mình quay vội để các bạn xem. Còn đây là ly sữa đậu nành đá. Nó ngon, mình làm một hơi là kéo cái nửa ly. Nên giờ các bạn nhìn xem còn có nửa ly à. Rồi. Các bạn, còn đây là bây giờ mình chuẩn bị về. Đường phố bắt đầu đông dần rồi các bạn. Nhưng mình sẽ mời các bạn đến một địa điểm khác, vào thời gian khác. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Mọi người hãy đăng ký kênh theo dõi mình.